Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thành Xin đây, và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với một series tựa game mới. Tựa game này mang tên là Sword Maker. Chúng ta sẽ tạo ra một thanh kiếm thần anh em nhé. Và rồi, thì anh em nào thích hãy để lại cho mình một like cũng như là comment nhá. Rồi chúng ta sẽ cùng vào thôi. Đầu tiên là lấy phôi à. Ok. Xong rồi tôi sẽ đổ nguyên liệu vào nha anh em. Rồi, xong rồi cho qua nước anh em ạ. Nhé, yeah, xong rồi cho qua máy để đập dẹt à. Đập dẹt. Đấy, xong rồi cho qua máy gọi là tỉa. Đấy. Rồi, bây giờ mình đam hoặc là speed. Đấy, được một cái thanh kiếm gì đó kìa. Ui, đánh nhau với một con ninja anh em ạ. Khó đấy, khó chiến đấy. Khỏe thế. Sao mà đấu được nó đây? Speed là 3. Tốc độ đánh rất là nhanh nhưng mà đam thì nó sẽ hơi bị bé anh em ạ. Nên mình phải ấn ra thật nhiều. Thanh kiếm của mình nhìn là con dao anh em ạ. Con này có dao găm rồi. Tiếp mình sẽ chơi kiểu full dam để xem như thế nào nhé. Một chém. Ok. Chúng ta sẽ mở khóa được một cái cột mốc gì đó này. Hay phết nhỉ. Rồi anh em ơi. Ờ chết rồi. Chúng ta sẽ cần phải đây mình đập dẹt nó đây á. Xong rồi bắt đầu là mình sẽ chơi kiểu full dam anh em nhé. Kiếm dài thế, thanh đại kiếm hay sao dài thế này, mắc luôn rồi. Ui thanh kiếm này thì mắc dam anh em ạ. Ui mắc dam vẫn chém sướng hơn nhiều là so với mắc speed anh em. Ôi một đòn hay. Tôi sẽ mở khóa được ninja. Hay ai đây? Địa game gì đây? Cái game này là ta cũng là đại hiệp hay sao anh em ạ? Mình nhớ game này nó tên là như vậy. Game gì đây? Khá dị à? Còn game Sword Maker này thì mình chơi trên iOS nha anh em. Mình sẽ nâng speed lên. Ôi trời ơi, ấn nhầm lại vào quảng cáo rồi. Game gì đấy anh em? Game như kiểu là kiếm hiệp nhỉ? Võ lâm truyền kỳ à? Có lẽ đây là game võ lâm truyền kỳ chăng? Tôi nghĩ khá là buồn cười. Phi tiêu à? Sao? Phi tiêu lớn đấy. Phi tiêu to vãi cả trưởng luôn anh em. Sợ thật. Nhìn trông khiếp vãi. Nhờ. Ok, cho đợi tí xíu tắt cái này đi gái là chúng ta sẽ lại vào game thôi. Rồi, đặt X ra ngoài. Bây giờ tôi sẽ lấy càng nhiều càng tốt anh em nhá. Đây. Tiếp tục là đổ đầy ha. Nó hơi bị lag rồi. Ui thanh kiếm này dài quá anh em ạ. Nếu chúng ta chơi kiểu full speed thì thế nào nhỉ? Đó, 90 dam và nhân 7 speed anh em ạ. Quả kiếm nhìn trông nó xịn xò hơn rất là nhiều. Chém. Speed là sẽ là 7 và dam sẽ là max dam anh em nha. Ấy, tôi mở khóa được cái thanh niên đấy rồi anh em ơi. Thanh niên samurai à. Cái này là 100%, có nghĩa là chúng ta sẽ xem quảng cáo á. Thế nhưng mà không ấy, vẫn phải xem quảng cáo thôi. Nhưng mà cái này có sẽ là một quảng cáo ngắn thôi. Còn nếu mà không ấn thì sẽ phải xem một quảng cáo rất là dài. Như thế thì không hay lắm nhỉ. Mình sẽ nâng cấp thêm đam đi. Rồi. Mẹ ơi, dài thế. Ui, phía trên đầu nó còn chưa đập dập anh em ạ. Vẫn là thanh kiếm thôi. Vẫn là thanh slow Lancelot thôi. Bọn này thì quá là đơn giản để mình có thể hạ gục được. Nhưng mình vẫn chưa thể hạ gục để có thể lấy được thanh kiếm mới nhở. Ờ, lúc nãy là mình có thể mở khóa nhân vật nhưng mà mình không mở anh em ạ.
Lúc ấy mình mở khóa nhân vật mới nhưng mà mình không thể mở luôn. Mình không xem quảng cáo thì nó không mở được luôn ấy. Mà sao quảng cáo của cái game này nó nhiều ấy. Quảng cáo của cái game kiếm hiệp võ lâm này sao nó lắm nhỉ. Skin à, chúng ta có skin mới à? Basic, Advanced, VIP. Basic này, đây là cơ bản này. Samurai ạ, Samurai mình không mở rồi. Cái này đúng là kiểu theo kiểu phong cách người que anh em ơi. Ok, đợi xíu tôi sẽ chỉnh lại cái mic đây anh em ạ. Cái mic nó hơi bị. Rồi, lấy các cái thùng nguyên liệu ở đây đã. Xong rồi phun qua nước này. Chết rồi, có một số chỗ còn chưa được làm xong anh em ơi. Rồi đây. Rồi đấy. Ok anh em. Đam sẽ lên được tầm khoảng 100. Vẫn là thanh kiếm Slow Lancelot thôi. Vẫn chưa lên được thanh kiếm mới anh em nhỉ. Đây này. Level 64 rồi. Mới thanh đại kiếm. Xịn lắm nhưng mà hiện tại là vẫn chưa lên được. Kiếm kia thì không biết là làm nào để có thể lên được thanh kiếm mới nhỉ. Tôi vẫn bị mắc cái thanh kiếm này thì tôi sẽ đánh kiểu gì đây. Ok anh em, đang suy nghĩ là xem nếu mà muốn lên thanh kiếm xịn hơn thì sẽ làm thế nào. Bây giờ chắc chắn là sẽ có rất là nhiều thanh kiếm xịn anh em ạ, nhưng mà tôi không chưa biết là sẽ mở khóa kiểu gì ấy. Chắc là có lẽ là so với cái độ dài chăng, mình nghĩ là nó sẽ là độ dài đấy. Chuẩn rồi đấy. Rồi rồi, dập đập nó đấy. Xong rồi cưa ra cái này sẽ là speed này. Nếu mà max speed thì sao? Đấy, kiếm khác rồi anh em ơi. Đây là thanh kiếm Rock Blade anh em ạ. Ok anh em, vẫn là hợp lý nhờ. Thế vượt qua được cái mốc kia chưa? Start, đây đây, cho có một cái skin mới anh em ạ. Đó, mình nghĩ mình phải xem quảng cáo rồi để lấy được cái skin mới nha anh em. Có lẽ là vậy. Xem để có một cái skin mới thôi. Chắc có lẽ là như vậy. Và đợi xem luôn cả game mới xem nó như thế nào. Ok, tắt cái đi. Rồi. Hình như là tôi phải xem thêm quảng cáo một lần nữa mới lấy được cái nhân vật này thì phải không nhỉ? Có lẽ vậy. Thôi không cần đâu. Không cần phải xem luôn. Chúng ta cứ nâng hai cái speed và cái tốc độ này sẽ như nhau thôi. Rồi. Cho đây. Ok anh em. Một vài cái trên phía trên nó sẽ đi hỏng nhá. Đó. Ví dụ mình chỉ cho tầm khoảng. Đó, thanh kiếm khác luôn anh em ạ. EX Blow luôn. Thanh kiếm mới. EX Blow. Nhưng mà nó cảm giác nó vẫn hơi yếu thôi nhỉ. Hình như tất cả thanh kiếm nó chỉ có như thế thôi anh em ạ, nó cũng không thể nào mà chỉ thay đổi hình dạng một chút thôi nha. Rồi thì và giờ chúng ta sẽ ghiêu nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.